văn: Phật cáo A Nan, nhược hữu phú nhiêu, chủng chủng trân bảo tư cụ giả, đương ư như ý châu thủ. Việc dịch: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra, phạ đa ra, hồng phấn tra. Lược giảng: Phần kinh văn này Đức Phật dạy về tứ thập nhị thủ nhãn pháp. Đức Phật dạy A Nan: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu đồ dùng. Nếu như ai muốn giàu có nhiều của cải châu báu, nhiều vật dụng, tiền bạc dư thừa, cuộc sống sung túc, nên cầu nơi tay cầm châu như ý. Châu như ý là viên ngọc như ý. Ngọc như ý có thể đáp ứng mọi mong cầu trong tâm chúng sinh. Nơi tay cầm là trong tay cầm viên ngọc như ý. Quý vị phải tu pháp nơi tay cầm viên ngọc như ý. Câu đương ư như ý châu thủ, phải có thêm danh từ nhãn phía sau chữ thủ. Đương ư như ý châu thủ nhãn thì mới đúng nghĩa là tu theo pháp châu như ý, 42 tay mắt như dưới đây. Hán văn: Nhược vị chủng chủng bất an, cầu an ẩn giả, đương ư quyên sách thủ. Nhược vị phúc trung chư bình giả, đương ư bảo bát thủ. Nhược vi hàng phục nhất thiết ly mị, quỷ thần giả, đương ư bả kiếm thủ. Nhược vị nhất thiết thiên ma thần giả, đương ư bạc chiếc la thủ. Nhược vị thôi phục nhất thiết oán địch giả, đương ư kim cương sử thủ. Nhược vị nhất thiết sứ bố úy bất an giả, đương ư thí vô úy thủ. Nhược vị nhãn ám vô quang minh giả, đương ư nhật tinh ma ni thủ. Nhược vị nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả, đương ư nguyện tinh ma ni thủ. Nhược vị vinh quang ích chức giả, đương ư bảo cung. Nhược vị chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả, đương ư bảo tiện thủ. Nhược vị thân thường chủng chủng bệnh giả, đương ư dương chi thủ. Nhược vị thân thường ác chướng giả, đương ư bạch phất thủ. Nhược vị nhất thiết thiện hòa quyến thuộc giả, đương ư bảo bình thủ. Nhược vị bích trừ nhất thiết hổ lan xài báo trừ ác thú giả, đương ư bàn bài thủ. Nhược vị nhất thiết thời xứ hảo ly quan nan giả, đương ư phụ thủ. Nhược vị nam nữ bọc sử giả, đương ư ngọc hoàng thủ. Nhược vị chủng chủng công đức giả, đương ư bạch liên hoa thủ. Nhược vị dục đắc vãng sanh thập phương tịnh độ giả, đương ư thanh liên hoa thủ. Nhược vị đại trí tuệ giả, đương ư bảo kính thủ. Nhược vị diện kiến thập phương nhất thiết chư Phật giả, đương ư tử liên hoa thủ. Nhược vị địa trung phục tạng giả, đương ư bảo khiếp. Nhược vị tiên đạo giả, đương ư ngũ sắc vân thủ. Nhược vị sanh phạm thiên giả, đương ư quân trì thủ. Nhược vị vãng sanh chư thiên cung giả, đương ư hồng liên thủ. Nhược vị tỷ trừ tha phương nghịch tặc giả, đương ư bảo kích thủ giả. Nhược vị triệu hồ nhất thiết chư thiên thiện thần giả, đương ư bảo loa thủ. Nhược vị sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả, đương ư độc lâu trường giả. Nhược vị thập phương chư Phật tóc lai thọ thủ giả, đương ư số châu thủ. Nhược vị thành tựu nhất thiết thượng diệu phạm âm thanh giả, đương ư bảo đạt thủ. Nhược vị khẩu nghiệp từ biện xảo diệu giả, đương ư bảo ấn thủ. Nhược vị thiện thần long vương thường lai ủng hộ giả, đương ư câu thi thiết câu thủ. Nhược vị từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả, đương ư tích trường thủ. Nhược vị nhất thiết chúng sanh thường tương cung kính ái niệm giả, đương ư hiệp trưởng thủ. Nhược vị sanh sanh chi xứ bất ly chư Phật biên giả, đương ư hóa Phật thủ.
nhược vị sanh sanh xứ xứ, thường tại Phật cung điện trung, bất xứ thai tan trung, thọ thân giả, đương ư hóa cung điện thủ. Nhược vị đa văn quảng học giả, đương ư bảo kinh thủ. Nhược vị tùng kim thân chí Phật thân, bồ đề tâm thường bất thối chuyển giả, đương ư bất thối kim luân thủ. Nhược vị chư Phật tóc lai ma đảnh thọ ký giả, đương ư đảnh thượng hóa Phật thủ. Nhược vị quả chư cốc giá giả, đương ư bồ đào thủ. Việc dịch. 1. Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu. Chân ngôn rằng: Án tô tất địa ca rị phạ rị đa nẩm đa mục đa duệ phạ nhật ra phạ nhật ra bạn đà hạ nẵng hồng phấn tra. 2. Nếu muốn trị các thứ bệnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu. Chân ngôn rằng: Án chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. 3. Nếu muốn trị bệnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu tay cầm châu nhật tinh ma ni. Chân ngôn rằng: Án độ tỷ ca giả độ tỷ bát ra phạ rị nảnh tác phạ hạ. 4. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạc chiếc la. Chân ngôn rằng: Án nể bệ nể bà giả ma ha thất rị duệ tác phạ hạ. 5. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra chỉ nảnh bát ra nệ bát đa giả tá phạ hạ. 6. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra nặng giả hồng phấn tra. 7. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyển sách. Chân ngôn rằng: Án chỉ rị lã ra mô nài ra hồng phấn tra. 8. Nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni. Chân ngôn rằng: Án tô tất địa yết rị tác phạ hạ. 9. Nếu muốn được làm quan lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu. Chân ngôn rằng: Án a tả vĩ lệ tác phạ hạ. 10. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu. Chân ngôn rằng: Án ca mạ lã tác phạ hạ. 11. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ thần, vọng lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu. Chân ngôn rằng: Án đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà giả, hồng phấn tra. 12. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng. Chân ngôn rằng: Án bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ giả nhá, nga mô hạ nảnh, tác phạ hạ. 13. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình. Chân ngôn rằng: Án yết lệ thảm mãn diệm tác phạ hạ. 14. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, xài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàn bài. Chân ngôn rằng: Án dược cát sam nẵng na giả chiến nài ra đạt nậu bá rị giả bạc xá tác phạ hạ. 15. Nếu muốn trong tất cả thời tất cả chỗ lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
cho ngôn rằng: Án vị ra giả, vị ra giả, tác phạ hạ. 16. Nếu muốn có tôi trai, tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc, cho ngôn rằng: Án bát na hàm, vị ra giả, tác phạ hạ. 17. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng, cho ngôn rằng: Án phạ nhật ra, vị ra giả, tác phạ hạ. 18. Nếu muốn được sanh về mười phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh, cho ngôn rằng: Án chỉ rị, chỉ rị, phạ nhật ra, bộ ra, bạn đà, hồng phấn ra. 19. Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu, cho ngôn rằng: Án vị tác phổ ra, na ra các xoa, phạ nhật ra, mạng trà lã, hồng phấn ra. 20. Nếu muốn được diện kiến mười phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím, cho ngôn rằng: Án tác ra, tác ra, phạ nhật ra, hồng phấn ra. 21. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kiếp, cho ngôn rằng: Án phạ nhật ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng. 22. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc, cho ngôn rằng: Án phạ nhật ra, ca rị ra, tra hàm tra. 23. Nếu muốn sanh lên cõi phạm thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì, cho ngôn rằng: Án phạ nhật ra, thế khê ra, rô tra hàm tra. 24. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng, cho ngôn rằng: Án thương yết lệ, tác phạ hạ. 25. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích, cho ngôn rằng: Án thảm muội giả, chỉ nảnh hạ rị, hồng phấn tra. 26. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu, cho ngôn rằng: Án thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tác phạ hạ. 27. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu, cho ngôn rằng: Án độ nẵng phạ nhật ra. 28. Nếu muốn mười phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm sau chuỗi ngọc, cho ngôn rằng: Nẵng mồ ra đá nẵng, đát ra dạ dã, án a na bà đế, vĩ nhã duệ, tất địa, tất đà, lật đế, tác phạ hạ. 29. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm màu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu, cho ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị chiếm rị nảnh, tác phạ hạ. 30. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu, cho ngôn rằng: Án phạ nhật ra, nảnh đảm nhá duệ, tác phạ hạ. 31. Nếu muốn được thiện thần Long Vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu, cho ngôn rằng: Án a rô rô đa ra ca ra vĩ sa duệ nẵng mồ tác phạ hạ. 32. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhờ sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng, cho ngôn rằng: Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát đế, na lật đế, na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.
33. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng, chân ngôn rằng: Án, bát nạp mạng, nhã lăng hất rị. Theo trong tạng bản lại có chân ngôn: Án, vị tác ra, vị tác ra, hồng phấn tra. 34. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật, chân ngôn rằng: Án, chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra. 35. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện, chân ngôn rằng: Án, vì tác ra, vì tác ra, hồng phấn tra. 36. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu, chân ngôn rằng: Án, a hà ra, tác ra phạ ni, nể giả đà ra, bố nể đế, tác phạ hạ. 37. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụp, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân, chân ngôn rằng: Án, thiết na di tả, tác phạ hạ. 38. Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật, chân ngôn rằng: Án, phạ nhật rị ni, phạ nhật lãm nghệ, tác phạ hạ. 39. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào, chân ngôn rằng: Án, a ma lạ kiếm, đế nể nảnh, tác phạ hạ. 40. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ, chân ngôn rằng: Án, tố rô, bát ra tố rô, bát ra tố rô giả, tác phạ hạ. 41. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ, chân ngôn rằng: Đát nể giả thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra giả, tra ô hà di giả, xá phạ ha. Phần việc dịch này có thêm chân ngôn và hai thủ nhãn cuối là do được tham khảo kinh văn Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni ở Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch. Lược giảng. Trên đây là tứ thập nhị thủ nhãn, phía sau sẽ có ảnh. Phần này tôi sẽ giảng giải sau, bởi vì bây giờ tôi đang giảng giải Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Sau này có nhân duyên, tôi sẽ giảng tứ thập nhị thủ nhãn sau. Hán văn: Như thị khả cầu chi pháp, hữu kỳ thiên điều, kim thọ lược thuyết thiếu nhĩ. Việt dịch: Này A Nan, những pháp đáng mong cầu như thế có tới hàng ngàn pháp, này ta chỉ nói lược qua thôi. Lược giảng: Trong chú Đại Bi có tứ thập nhị thủ nhãn. Có người hỏi tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Quán Thế Âm Bồ Tát có đại oai đức và thần thông, ngài tu nghìn tay nghìn mắt, tất cả đều xuất phát từ việc thực hành tâm Đại Bi. Pháp Đại Bi có tứ thập nhị thủ nhãn. Thực hành tứ thập nhị thủ nhãn này, nếu người ấy thành tựu, tương lai người ấy sẽ có nghìn tay nghìn mắt. Nghìn tay dùng để cứu độ chúng sinh, nghìn mắt dùng để theo dõi chúng sinh. Xem chúng sinh có khổ nạn gì thì dùng nghìn tay để cứu độ. Quán Thế Âm Bồ Tát tu tứ thập nhị thủ nhãn này thì đắc được nghìn tay nghìn mắt. Mỗi người chúng ta, dù quý vị là ai, nếu tu pháp tứ thập nhị thủ nhãn và pháp chú Đại Bi thì cũng có nghìn mắt nghìn tay. Không phải chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát là người duy nhất có thể có nghìn tay và nghìn mắt, mà tất cả chúng ta đều có thể có được. Những pháp đáng mong cầu như thế có tới hàng ngàn pháp. Tứ thập nhị thủ nhãn đã nói ở trên, đây là pháp hy hữu đáng tìm cầu,
pháp này cầu là sẽ đắc. Pháp mà thủ nhãn nêu tường tận ra có lên đến hàng nghìn, đại biểu cho nghìn tay nghìn mắt. Này ta chỉ nói lược qua thôi, nhưng này chỉ nói sơ lược thôi. Ha ha ha,